chiều thì nó không có đám việc gì đâu, người ta đi bãi chủ yếu là đi buổi sáng, còn người ta có khách giảng lai đi buổi chiều, còn anh em mà mua đi bán lại lái như mình đó là ta đi buổi sáng nè, có lẽ nay dọn nghỉ rồi, nghỉ sớm rồi. Lên cái chỗ mà bán đồ nhận về luôn đồ nghề mới có còn gì không, sáng mua mới còn gì mà giá ngồi ngồi chút rồi về chút mua kiếm cỏ anh em. Giờ rác quá mua không nổi. Đi quay quay lâu 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 quay cho anh chị các bạn xem á. Biết bãi này kia, nếu ai ở xa mua không được thì coi cho vui. Mà mình tới bãi chắc mình cũng quay xíu rồi. Rồi phải ngưng các bạn, tại vì bãi người ta buôn bán mình quay người ta la. Đây có bãi đồ nghề nè. Hết luôn hả chú? Kìm hết luôn hả? Không thấy kìm. Sáng con lấy dạ. À mũi này mũi khoan. Này cân linh nặng lắm bạn. 14 ly.
Lúc nào cũng có em lái buôn.